Thưa quý vị, cùng với toàn thành phố Đà Nẵng, năm 2020 vừa qua là năm thực sự khó khăn đối với lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang khi phải đối mặt với dịch bệnh, bão lụt, cháy rừng liên tiếp xảy ra. Mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang đã nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian, giúp chính quyền và nhân dân địa phương ngăn chặn thiên tai và dịch bệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các ban ngành hoàn thành công tác tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức cho lực lượng dân quân thường trực phối hợp tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh trật tự địa bàn, đồng thời xung kích ngày đêm làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, trực tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho mọi nhà. Năm 2020, Đảng ủy Ban Chỉ huy đã triển khai và thực hiện khá tốt các cái nhiệm vụ về quân sự quốc phòng địa phương. Nổi bật là cái công tác tuyển quân. Trong năm vừa qua thì chúng tôi đã tham mưu và tuyển quân vượt chỉ tiêu trên giao. Thứ hai nữa là cái công tác phòng chống dịch COVID và công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá rất là cao. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, tất cả các cái nội dung tham gia hội thi, hội thao do thành phố tổ chức đều đạt giải cao. Cùng với dịch bệnh, nhiều vụ cháy rừng trên địa bàn liên tục xảy ra, làm thiệt hại hàng trăm hecta rừng phòng hộ. Các chiến sĩ dân quân Hòa Vang không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực tham gia chữa cháy rừng, bảo vệ an toàn tài sản của chính quyền và nhân dân. Chỉ trong 2 tháng cuối năm, gần 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới liên tiếp xảy ra. Hàng trăm chiến sĩ dân quân các xã Hòa Vang đã túc trực ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn các hồ đập thủy lợi, khắc phục các tuyến đường giao thông, trường học ngập bùn đất sau bão lũ, giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất và sinh hoạt. Chúng tôi là coi như sau khi là có tin bão rồi là lục là chúng tôi là kịp thời triển khai cái lực lượng chốt chặn và thông báo cho nhân dân để mà làm sao đó mà có cái tính an toàn cho người dân là cao nhất để mà coi như là góp phần là coi như thực hiện tốt cái nhiệm vụ phòng chống thiên tai của địa phương. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang đã có một năm đầy nỗ lực, không ngừng vươn lên để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Từ trong thử thách, lực lượng vũ trang huyện càng có thêm động lực mạnh mẽ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thế trận quốc phòng vững mạnh, rộng khắp trên địa bàn.